Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc quay xe với showbiz, ủng hộ vợ chồng bà Phương Hằng. Thực hư ra sao? Sau khi bà Phương Hằng tuyên bố vạch trần giới showbiz và công khai đả kích họ trên sóng livestream, một số nghệ sĩ như Hoài Linh, Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng làm đơn khởi kiện nữ doanh nhân về tội vu khống, xúc phạm danh dự. Trong khi đều chung tuyến đối nghịch lại CEO Đại Nam. Mới đây, khán giả bất ngờ chia sẻ chóng mặt thông tin được cho là nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc bênh vực bà Phương Hằng. Cụ thể, một số kênh YouTube đã trích dẫn đoạn ghi âm với nội dung nam diễn viên bày tỏ cảm kích trước những việc làm thiện nguyện như xây dựng nhà máy oxy, quyên góp đồng bào trong thời gian đại dịch Covid-19. Đặc biệt, giọng đọc này còn phẫn nộ khi một số thành phần tiêu cực đang ra sức phá hoại công việc mà đôi vợ chồng đại gia đang cống hiến. Cuối cùng, nhân vật trong clip này khẳng định mình đứng về phe chính nghĩa, đứng về phe nữ doanh nhân bằng sự cảm kích to lớn. Với tấm lòng trân quý của tôi, xin gửi đến vợ chồng anh Dũng, chị Hằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn anh chị vì những tháng ngày qua bởi tấm lòng từ thiện và để mang lại sự bình an cho bà con, cho đất nước. Tôi tin chắc rằng những người có tâm, có trí, có đức, có nhân cách đủ trưởng thành sẽ hiểu được những gì mà anh chị đã làm. Với tôi, những người có đức thì sẽ hiểu được việc đúng, việc sai. Tôi tin chắc rằng quý vị cũng giống như tôi khi nghe được những quỹ từ thiện, hoạt động ở Đài Nam ngưng lại. Tôi cũng nghe đau lòng, bởi vì sao? Con em họ đang chờ những cánh tay vươn ra để giúp đỡ. Vậy mà bao nhiêu con người tàn nhẫn kia, họ vô tình bóp méo, xuyên tạc quỹ từ thiện của anh chị Dũng Hằng. Một số khán giả sau khi nghe xong đoạn ghi âm, nhanh chóng phủ nhận rằng đây không phải là giọng nói của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Có thể ai đó đã cố tình giả giọng hoặc dùng sản phẩm chính chữa gây hoang mang, định hướng sai dư luận. Thành Lộc nổi tiếng là nghệ sĩ sống kín đáo, thẳng tính nhưng chưa dại đến mức để bày tỏ quan điểm về vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, nhất là khi Thành Lộc có mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp, đóng góp tích cực cho nền tảng nghệ thuật. Bị cư dân mạng hiểu nhầm vì bênh vực bà Phương Hằng, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1961 liên tục đưa ra lời phản bác trên trang cá nhân như sau. Qua sự việc người ta ngụy tạo giọng nói của tôi, mặc dù không hề giống chút nào mà bà tánh cứ tin hay cố tình tin đó là sự thật, mới thấy rằng dân tình mình rất dễ bị lợi dụng và dắt mũi từ những trò trị giá của người đời. Bạn bè thân thiết và khán giả thân quen lâu năm, nghe qua một cái là biết ngay đó không phải là tôi, không hề giả giọng nói của mình nhé. Vẫn còn năm Tân Sửu tuổi mình á, Thành Lộc chia sẻ. Ngày 21 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam về hành vi vu khống, làm nhục người khác hoặc đưa ra sử dụng trái phép thông tin trên mạng xã hội. Trong số này, có 5 nghệ sĩ gửi đơn tố cáo CEO Đại Nam gồm ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên. Đến sáng ngày 23 tháng 9, nghệ sĩ thứ 5 đã lộ diện. Theo đó, phía cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh đã nhận đơn kiện bà chủ Đại Nam từ phía bà Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ nhân dân Kim Chi. Nghệ sĩ Kim Chi từng bị bà chủ Đại Nam thóa mạ nặng nề, xúc phạm đời tư, cũng đã nhờ pháp luật vào cuộc để lấy lại danh dự.